ngoài sân. Chuyển bóng cho hàng cầu 4-4. Bóng anh tiếp, chuyển bóng cho hàng Tết 5-4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm bóng cho hàng cầu. 11, 12. Hàng cầu thất bóng. Giảm bóng cho Hàn Cầu, 12 đều. Giảm bóng cho Hàn Bế, 13, 12. Giảm bóng cho Hoàng Bế, 14, 12. Hoàng Bế thất bóng. Giảm bóng cho Hoàng Cầu, 13, 14. Hoàng Cầu thất bóng. Giảm bóng cho Hàn Cầu,